là Phạm Thị Hoàng Trâm đến từ Hoa Tươi Tigon. Hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta trồng một cái chậu lan hồ điệp 3 cây như thế nào nhé. Thì trước khi vào cái bài để mình hướng dẫn thì mình sẽ giới thiệu qua những cái dụng cụ mình dùng để trồng lan hồ điệp cây ha. Thì đầu tiên để trồng được lan hồ điệp cây tất nhiên là chúng ta cần cái chậu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng coi một cái gốc lan. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta chọn một cái chậu cho nó phù hợp ha. Thì đường kính của một cái gốc lan như thế này nó tầm khoảng 12-11 cm đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta chọn một cái chậu, khi chúng ta chọn một cái chậu thì chúng ta cũng sẽ coi được cái đường kính của nó khoảng 23-25 cm thì nó sẽ trồng được cái chậu 3 cây ha. Một cái chậu 3 cây đường kính nó như thế này, mình trồng một gốc ở đây, một gốc bên này và một gốc ở đằng sau đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái hai loại ti. Loại ti thứ nhất là loại ti bằng sắt, nó như thế này ha. Thì loại ti này dùng để cố định cái cây, cho cái cây nó cứng, nó thẳng, nó chắc chắn. Còn một loại ti nữa là ti nhựa, tức là ở trong nó là loại thép, ở bên ngoài nó bọc nhựa. Cái tác dụng của cái ti này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo được cái dáng của lan, chúng ta bẻ cái lan quay theo cái chiều mà chúng ta mong muốn ha. Rồi một dụng cụ không thể thiếu trong cái việc trồng lan hồ điệp đó là cái kềm. Cái kềm này nó là gọi là kềm cộng lực, nó giúp chúng ta cắt những cái cây ti này một cách rất là dễ dàng ha. Nếu không có cái kềm này thì cái việc cắt ti này rất là khó khăn, gần như là không thực hiện được ha. Rồi tiếp theo là sẽ có xốp trắng các bạn nhé. Cái xốp này tác dụng của nó là sẽ giúp chúng ta khi mà mình nhét cái gốc lan hồ điệp vào bên trong của cái chậu rồi thì các bạn thấy rồi, nó sẽ có những cái chỗ trống. Chúng ta sẽ dùng những cái xốp này để mình cố định cái gốc đó, giữ cái gốc đó không có chạy tới chạy luôn trong cái chậu ha. Rồi bên này nó có những cái loại bướm nhỏ hay còn gọi là cái kẹp. Cái kẹp này tác dụng là gì ạ? Cái kẹp này là khi mà chúng ta ra cây á các bạn ha. Khi mà chúng ta ra cây, chúng ta sẽ cố định cái ti với lại cái thân để nó không có bị chạy tới chạy lui ha. Rồi, tiếp theo ở đây nó còn gọi là dớm ha. Cái này nó giống như là rong hoặc là có người thì người ta dùng cái sớ dừa người ta xé nhỏ ra. Cái tác dụng của cái này, thứ nhất là nó sẽ giữ độ ẩm cho lan. Cái thứ hai là khi chúng ta trồng hoa lan xong thì nó sẽ có những cái chỗ chúng ta nhét bằng cái xốp trắng này đúng không ạ? Thì cái này, cái dớm này chúng ta phủ lên để chúng ta che bớt những cái lồ mút này ra, đồng thời giữ ẩm cho hoa lan. Rồi thêm một cái dụng cụ nữa đó là chúng ta sẽ dùng cái băng keo. Thì cái băng keo này chúng ta dùng cái bãi nhỏ ha, nó chỉ tầm khoảng một phân thôi được không ạ? Có nơi thì các bạn sẽ không dùng băng keo mà dùng bằng kẽm trắng hay kẽm màu gì đó, tùy cái sở thích của các bạn ha. Rồi bên này thì đây là cái khay đường lan. Cái khay này đường kính của nó có hai loại ha. Đối với cái gốc bình thường thì cái đường kính của nó tầm khoảng 10 cm là nó vừa cái gốc lan loại thường. Có một loại cái lỗ này nó sẽ lớn hơn nữa, tại vì nó sẽ có cái loại lan mà lan lớn á thì cái đường kính của nó tầm tới 15 cm lận ha. Thì thường á bên mình dùng cái loại lỗ này là vừa rồi. Thì một lỗ như thế này, một khay như thế này nó sẽ có 12 lỗ ha. Cái đường hướng dùng 3 cây thì dễ, còn hướng trồng 5 cây thì dễ chứ. Rồi khi chúng ta ra cây ha thì chúng ta sẽ kẹp một cái cây ti, kẹp một cái ti kèm theo cái cây này để làm gì ạ? Để chúng ta giữ cái dáng lan lại các bạn nhé. Và đây là những cái dụng cụ cần thiết cho hoa lan rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn trồng cái cào chậu 3 cây các bạn nhé. Rồi ngưng lại đi em.